Chào tất cả mọi người quay trở lại với Hiếu Vlog nhá. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở các cái nhà hoang mà hôm qua gọi chị gái mà bị con quỷ nó có con hồ ly tinh ấy nó cắn vào cổ. Bây giờ hiện tại bây giờ là bà ấy đang trong nhà hoang kia đang vật lộn sao mà vẫn đang kêu cứu kìa. Thì là con hồ ly tinh ấy nó cắn vào người anh em nhá. Cắn vào chân tay không sao nhưng mà cắn vào cổ là người sẽ bị nhập luôn anh em ạ. Thì là mặt mũi sẽ biến dạng thành một con người khác, tay chân biến dạng luôn. Kinh, hôm nay như này hôm sau sẽ khác luôn anh em ạ. Thì mình quyết định mình sẽ cầm con dao đi. Thì mình con dao mình đã vẽ một tí bùa trên con dao rồi. Mình chặt phát vào nó sẽ chết luôn anh em ơi. Thì bây giờ mình vào sẽ xem chị gái nào anh em nhá. Chị nhìn bà cứ thay đổi hôm qua cái tay của bà ấy cứ đen xì luôn. 5 ngón tay, 2 bàn tay, 10 ngón bị cắn vào cái nó biến dạng thành một cái bàn tay khác luôn. Không biết hôm nay bà ấy như nào rồi. Cái căn nhà hoang này con hồi tinh ấy thì nó chuyên vào những cái căn nhà hoang ở và ra ngoài núi ở nhá. Nó bay kìa. Bay trên mái nhà kìa. Anh em thấy chưa? Nhìn thấy rõ bay mái nhà chưa? Có một cái bóng của nó. Hiện tại giờ trời nắng nên là nó chỉ có bóng rồi chứ không xuất hiện người nhá. Đấy. Nó gầm rú trong nhà ấy. Tiếng gầm rú trong nhà anh em ơi. Chết nhà luôn. Chỉ bây giờ có con này nó cứ biến hình liên tục mà cái chị gái kia thì đấy chị vẫn đang kêu nhà kìa. Đấy. Ui, cả cái cửa cô to luôn. Hay là con hồ nổi tiếng cắn không? Lên. Bây giờ phải cầm có dao thì chém. Chém anh em. Nó sao rồi? Ui. Nhìn nó trên mái nhà. Ôi chúng ta ơi. Cái thịt gái vẫn kêu gầm rú trong nhà là sao ấy. Ui. Ui. Ui bà kìa. Ui bà lăn lộn ở bờ kia luôn. Sao ngứa? Ngứa quá. Ui. Ngại gì rồi? Ngứa quá. Sao ngứa? Ui. Chê. Quay làm sao luôn? Ngứa quá. Ui. Con đầu tiên đâu rồi? Ngứa quá. Ui, bởi cắn gì nhá? Bạn cắn nhập ma thôi. Ui. Đi đi. Ngứa quá. Ui.
ngựa anh à? Ui ngứa ngứa quá. Ui ngứa quá ngứa quá. Ui ui ngứa tim kìa. Ui ui ngứa quá ngứa quá. Ui ui chị ơi. Bà rồi. Bà anh ngứa quá rồi. Bị cay mà con hồ tiên cắn vào người bị ngứa luôn rồi nhá. Cắn vào người sẽ bị nhập ma và sẽ bị ngứa cả người. Thay đổi màu sắc người ấy. Nhưng mặt mũi bà ấy vẫn chưa bị thành quỷ ấy nhá. Vẫn là mặt mũi bình thường nhá. Đâu rồi? Bà sợ quá là chạy rồi nhá. Bà đâu rồi? Chưa bị như này luôn. Bao nhiêu người bị rồi. Bài bà thứ 101 đấy. Đứa con ngớ quá. Ngớ quá ngớ quá ngớ quá. Chạy không? Ui. Ui. Ui 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 ui. Bà làm sao rồi? Chị ơi. Ủa tinh đâu rồi? Ui ui đạp kìa. Ui ui đủ cây thôi. Ui ui. Ui ui. Chị ơi. Ấy chị ơi. Con hồ đi thì nhập vào mài rồi anh em ơi. Ui gọi hồn kệ. Ui ui. Ui trên cây à. Ui kinh vãi chưa. Cái dao ở đâu. Kinh vãi. Ui ui. Ui ui. Ui bỏ dưới rồi. Ui ui ui. Với cái dao mình. Con dao chưa. Ui ui. Chạy à. Kinh thế. Ui. Bà ấy cầm dao ấy từ trên cây mà nhảy xuống như xuống đất luôn. Bà ấy bà kiểu như bay bà ấy. Kiểu như có một chút võ công, võ nhảy, võ công của con hồ tinh sao ấy. Cứ bay nhảy như vượn luôn. Bây giờ mình phải tìm cách thôi em ơi. Ui bà ấy kìa. Ở phía sau kìa. Ui đi xem. Ui hồ tinh kìa. Kinh phải sao tắm đây. Bây giờ mình sẽ phải tìm cách em ơi.